Em xin chào anh chị và các bạn đã đến với Cô Bến Tre ngày nay. Hôm nay thì em đang ở xã Hưng Phong, huyện Dòng Trôm của thành phố Bến Tre ha. Thì em cũng nhận được một cái tin nhắn cũng như là nói về cái một hoàn cảnh ở ngay chỗ xã Hưng Phong này, huyện Dòng Trôm á. Thì hoàn cảnh của một bà cụ cũng 80 mấy tuổi rồi anh chị, nhưng mà thật sự thì bà rất là như là rất khó khăn, tại vì như là nghèo rồi kinh tế là không có, rồi con cái thì cũng khó khăn nữa, ở chung với một cái chị giống như là con của bà ha. Thì cũng khoảng bốn mấy tuổi thôi, nhưng mà tại vì là công việc của mình thì nhiều khi là làm nó không có được suôn sẻ, tiền thì nó cũng không có nên là rất là khó khăn. Sẵn hôm nay thì hai vợ chồng em rảnh rỗi, hôm nay vợ không có buôn bán gì hết trơn á, lâu lâu cái mình đi dắt vợ đi về quê chơi. Hôm nay thì tụi em đi về Cùng Ốc anh chị, sẵn hôm nay thì em sẽ ghé cái hoàn cảnh này trước, em sẽ đến thăm thử coi là hoàn cảnh của bà cụ và chị như thế nào, thì để em có thể là giúp phần nào cho người ta có thể là có vốn làm cái gì đó, hoặc là mình phải khảo sát xem thí dụ như là coi khó khăn như thế nào để mình có thể giúp người ta phần nào ha anh chị ha. Thì anh cũng cho thông tin em á, là gần với ngay chỗ cái sân banh cũ nè, ngay đây ngày xưa em nhớ là được cái sân banh nè, ở đây thì ngay đây là có cái bến phà ngày xưa là mình đi qua bên Cùng Ốc á, là mình sẽ đi từ cái chợ Bến Tranh này đi qua bên đó. À, thì bây giờ để em sẽ hỏi thăm và em sẽ vào thử coi xem hoàn cảnh của gia đình như thế nào ha. Hai vợ chồng em thì hôm nay đi xe gắn máy nên là mình đi chạy vòng vòng để mình tìm hiểu xem hoàn cảnh gia đình như thế nào. Có anh đây làm cỏ để em cũng hỏi thăm thử coi bằng mình biết đường mình vô á. Anh ơi, anh cho em hỏi anh biết nhà của dì Yến Ly, chị Yến Ly với bà Sáu gì mà lớn tuổi anh? Nói cái hộ nghèo á. Không biết đâu, hỏi cậu này đi, thẳng vô trước. À, thẳng vô trong anh hả? Dạ. Dạ. À, vậy là gần đây anh hả? Dạ rồi, em cảm ơn anh. À, ừ đó, vậy là chắc vòng vô đường đó. À, đây có con đường mòn vô nè anh chị. Ở Bến Tre thì những hoàn cảnh khó khăn bây giờ thì cũng nhiều lắm anh chị. Thì trong những clip trước thì em cũng có giúp cho những hoàn cảnh dạng như là những người khiếm thị nè, và những người bệnh, hoặc là những cái hộ nghèo mà khó khăn gì đó thì em cũng giúp ha. Nhưng mà thật sự thì cũng có một số anh chị thì cũng thật sự thì mình sẽ ưu tiên là những người bệnh hơn. Nhưng mà em thì em cũng rất là thương những hoàn cảnh người nghèo anh chị. Mình cũng muốn giúp cho người ta một cái cần câu để người ta có công việc người ta làm, để cho người ta có cuộc sống nó đỡ hơn ha. À, để không có cái cô đi bộ nè, để em hỏi. Đây có cái cô này đây. Dạ cô ơi, cho con hỏi thăm tí xíu. Dạ cô có biết nhà của gì chị Yến Ly với bà Sáu? Bà Sáu gì trong đó đó? Hỏi cậu chút tới. Dạ, nhưng mà cô cho con hỏi thăm xíu nha cô nha. Con nghe nói là hoàn cảnh đó nó cũng khó khăn lắm hả cô? Bà già nói gì bà nó nuôi bả với một đứa con trai. Dạ. Giờ nữa chừng nó nghỉ học rồi mới có mấy bữa nghỉ học. À vậy là con thì con có nhận thông tin của một anh đó là cho con nói là hoàn cảnh này rất là khó khăn. Mà con cũng chưa biết là như thế nào nữa. Nhà giờ nó bố dạ. Nhà của người ta là mỗi tháng đóng 500 ngàn, nó phải đi bằng vỏ, bằng dạ. Nuôi dạ. Già bệnh nè. Dạ. Thì nuôi cho thằng nhỏ nghỉ học nữa. Nó dạ. Mặn chuyện bị giờ nó còn có chút xíu, mình biết mặn gì giờ. Dạ. À vậy là cũng như là đứa con trai nó hơi nhỏ hả gì hả? Con trai có chút mà nó mần giờ giữa chừng nó nghỉ học rồi. Dạ. Đây này, rồi... đi xuống chứ. Dạ. Cầu chút xíu đây, xuống dưới coi cầu em. Dạ. Chạy trời xuống chút tới là tới cái nhà. Dạ. Nhà nó đang mướn. Dạ. Mà bây giờ ở trong kia là người ta không cho ở đó. Dạ. Cái bằng cái đê hay gì á rồi. Dạ. Mướn 200 ngàn giờ vô nhà trong đây sát lỗ đi nè. Dạ. Như qua khỏi cầu chạy tờ. Dạ. Có cái nhà. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn dì nhiều. Dạ. Chị nói đi mà mướn nhà người ta chứ không có nhà. Dạ. Con cũng nghe hoàn cảnh nó cũng khổ lắm nên hôm nay con xuống con thăm. Dạ rồi con cảm ơn dì. Dạ thẳng qua coi. Đây xuống dưới cầu mà ngăn chẻo ăn. Dạ. Chờ tờ chút tới là tới nhà nó mướn. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn. Dạ. Đó thì thông tin thì của một anh thì cũng cho em là rõ ràng là như vậy anh chị.
Hôm nay thì sẵn em đi về cùng ốc chơi nè, rồi em sẽ em đến thăm hoàn cảnh gia đình luôn, xem mình có thể giúp phần nào cho người ta đỡ hơn xíu anh chị. Nói chứ những người nghèo anh chị, nhiều khi người ta cũng có ý chí để mình làm, để mình có thể là vươn lên cho cuộc sống nó đỡ một xíu, nhưng mà tại vì là kinh phí rồi người ta không có thì cũng rất là khó khăn. Ở đây thì nè, vườn dừa không mà đây thì có con đường ranh nhỏ xíu vậy nè anh chị. Ở dưới xã Hưng Phong và bên mé bên xã bên đây là xã Phước Long á, thì người ta sẽ có một cái nghề là làm giỏ, giỏ là giỏ cọng dừa anh chị. Đó, anh chị thấy ở bên nhà trong đây nè cũng có cái giỏ cọng dừa ha. Đó, cái giỏ cọng dừa đó thường thường là người ta sẽ làm giống như là những cái gói quà, gói quà giống như là rượu hoặc là bánh trái rồi anh chị, giống như là người ta gói nguyên cái phần quà ha. À, đây có căn nhà này bự quá trời ha. Đi nó qua cây cầu này luôn. À, qua cầu này luôn. Em bước xuống em hỏi ngay chỗ cái em hỏi cái có cái cô bên đây nè, cô bên tay phải nè. Ghé hỏi thử đi. Hỏi chị Yến Ly, với có bà mẹ lớn tuổi á. Cho em hỏi. Em biết nhà cô chị Yến Ly mà có bà, mẹ bà cụ á không? À nhà nào? Nhà đó luôn hả? Dạ rồi em cảm ơn. À vậy là đúng nhà rồi. Vậy thôi em đi bộ vô luôn đi em. Vậy là đúng nhà này rồi nè. Chị phải chị Yến Ly không? À vậy là em đến đúng nhà rồi nè. Em chạy vô luôn nha chị nha. Em chạy vô luôn nha. Ủa chị đây, chị cũng làm nghề giỏ sách ha, giỏ đang giỏ hả chị? À vậy là cái này là kêu bằng giỏ cọng dừa nè ha. Mà ở em nghe nói là ở bên Cồn Ốc mình với ở cái Phước Long này là cái nghề đang giỏ này nhiều hả chị ha, giống như cái làng nghề luôn hả ta? Đây là sống về bên nghề giỏ nè. Dạ. À đây là em đã đến nhà được của chị Yến Ly rồi nè anh chị. Chị năm nay chị nhiêu tuổi chị? Năm nay em được 47. 47 tuổi hả? Em nghe nói là chị có bà mẹ cũng lớn tuổi hả chị hả? Có bà ngoại với bà mẹ, bà nay bà 8 mấy tuổi rồi, 84. 84 tuổi. Nên có bà già rồi, ở nhà cứ làm cục cạch vậy nè, đâu dạ. Có đi làm thuê đâu được ta. Dạ. Đó, đây ở đây cũng ở nhà trọ vậy đó. Ủa nhà lại là hồi nãy thì em cũng có gặp một cái cô bên ngoài á. Cô nói là ở đây là mình nhà thuê luôn, mình mới thuê đây hả? Mới thuê đây à. Tại vì là em cũng có nghe một cái anh á, là cho em gửi tin nhắn cho em nói thông tin á, là nhà ở đây là rất là khó khăn. Mà nói là cũng ở thuê mà em tưởng là nói là cũng dọn lâu rồi chứ ai giờ mới đây luôn hả chị? Mới ra đây. Dạ. Tại lúc trước thì cũng ở thuê, mà thuê công kia kìa. Dạ. Khổ quá. Dạ. Cái ra đây thấy cái nhà này còn trống á. Dạ. Em nói gì ba, thôi gì ba để cho con ra đây ngỡ đi. Dạ. Cậu đi có bà già cho nó dễ vậy đó. Dạ. Còn nghe nói là bà Sáu giờ ở đâu chị? Bà Sáu ở đâu? À, bà già thì giờ mình cũng nuôi luôn. Không có, nhưng mà nghe nói trong nhà, mà bây giờ em xin phép em vào thăm bà một tí xíu nha. Được. Dạ dạ. Trong buồn á. Dạ, dạ vậy thôi chị dắt em vô đi chứ nhà giờ em cũng đâu có biết đâu. Dạ. Dạ vậy chị ngưng tay xíu đi ha. Em cũng làm phiền chị xíu ha. Dạ. Đây thì là cái nhà này là cái nhà chị nói là chị thuê luôn chị. À cái nhà này bằng cây không à, bằng cây dừa. Dạ. À ở trong có đèn hả chị, sao tối dữ vậy chị? Có bóng đèn nè. Dạ. Không dạ. Chào bà. Dạ. À mẹ bà bị lãng tay á. À ủa rồi bà có đi đứng đi được không chị? Chân hay yếu đi. Dạ. Mất dẫn. À. Chứ đâu đi một mình thì đi học. Dạ. Được. Nay là bà nhiêu tuổi chị? Bà nay 84. 84. Ừ. Cứ uống sữa vậy đó, ăn cơm thì ít lắm. À vậy là uống sữa này hả chị hả? Uống sữa này.
Vậy rồi sữa này rồi, mua bao nhiêu một hộp chị? Này mình mua hộp nhỏ này uống sữa thường có 80 mấy ngàn, còn sữa kia tới nhiều tiền lắm mà đâu có khả năng đâu mua. Dạ. Hộp kia chứ 1 triệu một hộp lên. À 1 triệu một hộp hả? Sữa gì chị? Sữa gì mắc vậy? Sữa Ansu hả chị? Đúng rồi. À sữa Ansu. Ansu thì mắc lắm. Mắc lắm. Đâu có khả năng đâu mua tới dạ, đó. Dạ. Mua vậy không cho mẹ uống. Dạ. Chữ này sữa thường. À. À bây giờ bà có thể ngồi lên không chị? Em nói chuyện bà tí xíu. Bà em chị về chị đỡ bà ngồi dậy đi ha. Dạ. 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 Bà hơi lẳng tay nó hơi lớn lớn không đi nghe. Bà ơi con nói chuyện với bà tí xíu nha bà. Con nói chuyện với bà, con nói chuyện với bà tí xíu. Dạ. Bà tên gì hả bà ha? Bà tên gì? Hà Quỳnh Thị Riêng. Quỳnh Thị Riêng hả? Riêng. Dạ. Quỳnh Thị Liên. Quỳnh Thị Riêng. Năm nay bà nhiêu tuổi nè, bà nói con nghe thử coi. 83 tuổi. 84 không nói 87 hả? À vậy là 84 tuổi. Mày nói 84. Chú số mà 81. 84. Chị nói là 84. Bà cũng như là bà mấy người con hả bà ha? Mấy người con? Ba đứa mà đi hết trơn còn mà nói nè. À đi là sao? Hai anh chết tiêu. À vậy là bị mất hả bà? Dạ con của mình đó nè. Dạ. Con thì con có nhận thông tin là nói bà ở đây bà lớn tuổi mà ở chung với chị này mà thấy khó khăn lắm, hoàn cảnh khó khăn lắm, hôm nay con xuống thăm bà. Dạ. Dạ. Rồi cái nhà này thì bà ở đây thì là bà thuê là bao nhiêu một tháng bà có biết không? Bà biết không? Nhỏ này nó thuê chứ không biết. Vậy là vậy là cũng như là chị nuôi bà. Dạ. À ủa mà sao nhà mình ngày xưa ở đâu mà mình không ở mà sao ở nhà thuê là sao bà? Con không hiểu, con bà có thể giải thích cho con hiểu xíu không? Đó, không nghe. Không nghe hả? À, ừ. Con hỏi là ngày xưa nhà bà ở đâu mà sao bà lại ở thuê? Ở Cồn Ốc. Ở Cồn Ốc. À vậy là bà ở bên Cồn Ốc, vậy là gần ở bên ngoại con bển á. Dạ. Dạ. Mà rồi sao mà mình qua đây ở bà? Ở bển thì bị mắc nợ nhà nước á. Dạ. Rồi còn có con rủ đất à. Dạ. Rồi nhà nước lấy. À vậy là có chỗ ở chẳng sự qua đây ở đây luôn. Dạ. Mà con nghe nói là bà bây giờ thì là vừa hộ nghèo nè mà vừa bà lớn tuổi bà bệnh nữa hả bà hả? Dạ. À bà còn minh mẫn mà chị, em nó hỏi thăm chị bà trả lời rõ ràng mà. Nói lớn mà nghe. À nghe. Ý là nói lãng tai. À lãng tai. Bữa hổm con xuống con thăm bà cụ dưới kia là bà lãng tai còn hơn bà nữa, con nói chuyện nhiều khi bà không nghe luôn. Không nghe. Dạ. Rồi bà hàng tháng bà có đi khám bệnh đâu không bà? À đâu hết tiền đâu không đi. Đi chăm cứu cái rồi mà không có tiền đi chăm cứu, đi ra đây chăm cứu mà đi không nổi rồi không có tiền đi. Dạ. Rồi bà ở bên mé bên đó là bên Cồn Ốc làm như là bà là ruộng đất là không còn gì hết. Không còn gì hết rồi. Dạ. Vậy là bà toàn là ở nhà thuê không? Ở nhà thuê không. Bữa hổm thì con nghe anh đó anh nói là ở thuê ở đâu ở trong kia kìa. Mà dời ra đây. Mà dạ. Con cũng không biết dời ra đây hồi nào. Rồi con hôm nay con đến thì con nghe nói chị nói là mới dời đây cũng khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng. Vậy á. Nửa tháng. Ở chỗ này giá nhà cao quá rồi ở không nổi, dời chỗ khác. Dạ. Vậy là căn nhà này của mình thuê thì là... 500 hả chị? Dạ. Rồi giờ ráng 500 á. Dạ. Rồi bà, hàng ngày bà ăn cơm được không? Ăn cơm được không hay là uống sữa không? Có bữa ăn được, có bữa ăn không được. À vậy là uống sữa là nhiều hả bà ha? Dạ. Dạ. Bà có ăn cháo không? Bà có hay ăn cháo không? Bà có ăn cháo không? Cháo? Bà ăn đủ thứ hả nè mà không ăn cái gì nhiều hết á. À. Đủ chút dạ. Vậy rồi chân cẳng của bà bây giờ đi có được không bà? Bà có đi tới đi lui đâu được không? Thẳng là đi, mắt nhỏ này mắt kè. À phải kè hả? Dạ. À. À. Em thấy để cái dòi ra không nổi. À vậy là cái bô nằm để bà đi vệ sinh luôn hả bà? Nó nặng quá đó mà nó tê nữa. Nhưng mà ở đây con thấy hơi mát nè, chứ mà còn mà gặp mà bà mà ở nhà trọ mà ở trên Bến Tre trở nó nóng là bà chịu không nổi luôn á. Ở đây con thấy giường tượng nó cũng hơi mát tí xíu nè. À. Mấy bữa trước nóng dữ không bà?
chưa nói ở đây nè. Dạ à. Nóng dạ. Điện chịu không nổi bên đây. Nói gì mà đừng nói gì mà cười. con biết sao không, con hỏi thăm bà để con nói chuyện với bà cho bà vui, cho bà khỏe à. Chứ mà nhiều khi nói chuyện mà buồn buồn thì đâu có vui á bà ha. Dạ. Nói gì mà cười. Dạ. Dạ. Vậy thôi giờ thôi chị vậy thôi cho bà nằm nghỉ đi. Dạ. Nằm nghỉ đi, có gì em sẽ ra em hỏi thăm chị tí xíu công việc ha. Đi. Bà cụ thì 80 mấy tuổi rồi anh chị. Bà thì bây giờ cũng nói chuyện rồi nghe khỏe, nhưng mà có cái là ăn uống thì nói ăn uống không được nhiều, nghe nó uống sữa không à. Đó. Đó, chị này thì chu cấp cho bà hết cũng như là chăm sóc cho bà. À, thôi vậy. Thôi vậy em ra ngoài nói chuyện chị xíu nha. Ủa chị, cái giỏ này là ở nhà mình làm mình tự làm hay là mình làm thuê cho người ta? Cái này là mình tự mình làm, mình mua sườn vậy nè. À. Về mình lấy công mình làm lời. À. Cái con cọng này mình mua. Dạ. Mình mua hết. Vậy là cái giỏ này hình như em nhớ là để gói quà hả ta? Có quà tới cây à. Rồi vậy đó. À. Bánh. Vậy rồi mình làm thành phẩm gì rồi bán được nhiêu cái chị? Thành phẩm này có 4.000 cái à. À. 4.000, vậy rồi mình làm thời gian bao lâu? Làm này không một mình vừa đang rồi à. Vừa làm hết đó là phải à. Một mình cố gắng lắm đó, là phải 3 ngày, mừng ngày mừng đêm. Mừng ngày 50 cái á. À là 50 cái. Là 3 ngày. 3 ngày là được 50 cái. Vậy là tính ra là một cái 4.000 là 4 một ngàn. Cái là mình bán được là 4.000. Cái có 200 mà. 200.000 mà 3 ngày. 3 ngày. À 3 ngày. Là 70.000 ngày. À là 70.000 ngày. Mà ở nhà mình làm cố gắng làm đó nha. À. Chứ mà vừa làm mà lê thê là không rồi. Mà sao chị không có làm thêm gì không chị? Chị có đi làm thêm gì không cho khi, nó có doanh thu? Khi bằng ngày thì bà già khỏe thì mình đi làm dầm cái đít vậy nè. À. Là một ngày vậy mình làm được 50.000 vậy. Giờ tối mình về mới làm thêm cái này. À. À là kiểu như là mình làm cái sườn trước. Mình làm cái sườn. Gia công trước cho người ta cái sườn. Ừ. Rồi xong rồi nếu như mình đang thêm cái vỏ này. À. Đó mình về nhà mình làm thêm. Đâu chị có cái sườn không không chị? Cái sườn không nó lúc mà chị chưa có làm thành phẩm á. Cái sườn đi Bảo đem ra đây Bảo. Đâu là cái nào đâu? Đây là nghe. Cái này. Cái nang người ta chẻ á, dạ. Dài vậy nè, cái mình à. Đi cái mình coi vô. À. Mình giáp từ cầm cọ à. Chèm giáp vô. À. Đó anh chị nhìn thấy không, cái vỏ từ làm từ cái cọng này là cái bằng là bằng tre hả chị ha? Này là tre ha. À bằng trúc ha. Đó, anh chị thấy không? Ở còn cái có hai cái mà à, thành phẩm kia. Cái này ở Bến Tre mình ha. Ở ngay Phước Long á, với ở bên Cùng Ốc á, là ở bên đó là Hưng Phong, xã Hưng Phong là có cái làng nghề người ta chuyên làm về những cái vỏ này nè anh chị, để mình sẽ gói những phần quà. Ví dụ như là trong đây có thể là mình trái cây nè, bánh, rượu rồi đó, để mình tặng quà vào ngày Tết hoặc là lễ lộc đó anh chị ha, có thể là mình đến tặng cho khách rồi đó. Nè, cái này là thành phẩm nè. À, cái này đó làm về đó là thành phẩm nè. Về bà dâu vậy nè. À. Còn cái cọng này là cái cọng dừa hả chị? Ừ, cái cọng dừa. Cái cọng dừa rồi mình tự mình chuốt hay là sao chị? Hay là mua? Mua. Đâu chị đưa em coi thử cái cọng đó coi chị. Em ở trên mạng em thấy có một bà cụ chuyên làm về cái cọng này nè, chuốt cọng này không là để bán nè. Hình như nói con bó là chỉ có mấy chục ngàn thôi. À. Một ký có mười mấy ngàn, 13.000 gì à. À đúng rồi đó. Nè anh chị, đây là cái cọng dừa ha. Cái cọng dừa này là dừa khô hả chị hả? Dừa mình đó. Ủa nhưng mà nó mình phơi cho nó khô rồi nó mới vô mình làm mới được. À, chứ mà em thấy hình như nó giòn lắm à, nếu mà mình dừa xanh nè nó dẻo, còn cũng dừa khô thì nó giòn. À cái này là mình phải phơi đầu lại cho nó dẻo chứ thôi nó giòn sao làm được. À. Cũng hay, cái nghề này cũng hay. Em nhìn cái này là hồi em biết làm á. Dạ. À, rồi cái doanh thu hàng ngày chỉ có 70.000. Vậy rồi sao đủ cho gia đình chị? Rồi bà cụ có được cái tiền mà trợ cấp của nhà nước không? Tiền hưởng tuổi già đó chỉ có 270.000 tháng. 270.000 hả? Lãnh về thì mua hộp sữa thường thường á. Dạ. Đủ. À cũng như là cái phần đó là như là đủ tiền mua sữa cho bà cụ thôi. À. Mà một hộp sữa vậy bà uống được bao lâu chị? Hộp sữa thì uống dính chưa lắm thì 10 bữa. 10 bữa hả? Uống dính đó nha. 10 bữa vậy là một tháng là trung bình 3 hộp. 3 hộp ha, 3 hộp vậy là đúng là hết 270 luôn rồi. À, thì đó. À.
À vậy thì cũng đỡ đỡ cho bà. Còn chị, còn chị thì bây giờ cái công việc của chị chính là chị làm về cái gì? Chính là làm này nè. À công việc này công việc chính á hả? À làm luôn á. Rồi cũng như bữa nay hên đi tìm nhà mình ở nhà chứ gặp mà không có nhà là tìm cũng được luôn. À. Bị ngày nay là không có đi làm, bị bà ghim á. À. Ở nhà chứ hàng ngày thì bữa nào cũng đi làm ta thì tối mới về làm chỗ nhà. À tối là công phu mần làm tới khuya mới ngủ. Nhưng mà chị đi làm cho người cũng như là mình đi làm cho người khác thì mình đi làm gì chị? Cũng làm này luôn. À cũng làm cái nghề giỏ. Nghề giỏ mà viền cái đít vậy nè. À. À cũng như là mình sẽ làm cái viền này hả chị hả? Làm cái viền này. Còn mình làm tại nhà người ta hả chị? Làm tại nhà người ta. Sao mình không nhận về nhà mình làm luôn? Mình mất làm cái này ở nhà. Vì mình làm của người ta, làm của mình cái người ta sợ lộn xộn. À đúng cái, rồi, lộn xộn. Lộn xộn người ta không chịu. À. Đó, thì ban ngày thì làm ta tối mình về nhà tranh thủ làm này kiếm thêm. Nhưng mà một ngày á là chị đi làm cho người khác vậy đó. Rồi doanh thu được bao nhiêu? Thế thì cũng bằng được 50-60 ngàn à. À 50-60 ngàn. Sáng làm cơm nước cho bà ăn xong rồi mới đi. À. Đi khoảng 10 giờ rồi đi tới 5 giờ chiều mình về rồi được. À 50-60 ngàn. À. Rồi vậy bà ở nhà rồi ai chăm hả chị? Thì có thằng bé đó đó. À, có thằng bé nhỏ đó. Nó có chăm. Nó có nấu cơm nước đâu được không chị? Được. Nấu cơm nước cho bà ăn được không? Được, cơm nước rồi khi kêu mặn vậy thì nó mặn. Rồi ở nhà chăm vậy rồi chuyện học hành bé sao hả chị ha? Nhìn bé nghỉ. À sao mà mình nghỉ? Thì nó nói ở nhà thì coi bà ngoại và mẹ đi làm chứ con mà đi học nữa ai đâu chăm sóc. À. Ở nhà thì ở nhà mình mận này không thì cũng không có đủ quay vậy đó. À. Rồi để đi mận ta rồi tối mình về nhà mận này thêm nữa. À. Kiếm thêm đựng đầu nữa. Còn hồi nãy vô em thấy chồng mận thờ là... Ông chồng mất rồi, ông mất nay năm mấy. À, ảnh bị sao chị? Ông bị mệt á. À. Mệt lên tỉnh thì chịu lên rồi qua bữa sau ông mất đem về. À vậy là cũng như là à cũng như đột quỵ hả chị? Mà sao mà mình không lẽ là mình ở Bến Tre ở khu vực ở dưới này mình không có đất để mình ở hay sao mình ở nhà thuê không chị? Em không để hiểu luôn. Ngày xưa thì mình có một con mấy đất à. Dạ. Mình vay tiền nhà nước thì mẹ bệnh rồi mình mổ một thừa nữa. Dạ. Lúc vô vay vay tiền nhà nước. Rồi cái thời gian cái không có tiền trả cái nhà nước quá giá đất. À. Hồi xưa đất rất là rẻ, mình vay tiền lâu, rẻ lắm. Lúc đó lâu không chị? Lâu chưa? Nay 20 mấy năm đi. 20 mấy năm? À. Vậy rồi vậy rồi. Ở nhà thuê không á? Rồi 20 mấy năm ở nhà thuê không? À, rồi qua đây cái mấy chú mấy bác thấy hoàn cảnh khó khăn, hai đứa bé đang đi học nó còn nhỏ. À. Nó nói thôi để cho tôi cứu trợ này. Thì vô cái hộ nghèo mình cho hai đứa con cho nó học bớt tốn tiền vậy đó. Dạ. Vậy thôi thì lâu lâu cái Mạnh Thường Quân cứu trợ gạo rồi á. Dạ. Cái mấy ông tưởng ấp ông mới ghi cái phiếu ông cho đi lãnh. À lãnh nhiều khi lãnh nước đồ cái mùa nước mặn mình hả chị ha. Nước thì gạo từ hôm nay nói chung cái bệnh biển gì đó bệnh dịch COVID-19 á. Là tôi cứu trợ gạo với nước nhiều lắm. Nhưng mà rồi lúc đó thời điểm đó thì đâu có việc làm hả chị? Không có việc gì làm hết trơn á. Vậy rồi ở nhà ăn gì? Thì cứu trợ gạo rồi với nước. Còn rồi mình thì ở nhà đi mấy bữa mà cũng đi mặn. Dạ. Mà tiền nó ít hơn không bằng như một lần. Dạ. Thì mình nghĩ ra mua đồ ăn để dành bà già ăn không hai mẹ con ăn muối thì bà. Hồi nãy thì em á thì em nói thật sự chị là em đi ở ngoài á em cũng gặp một cái cô. À. Em tại vì em không biết đường vô nhà. Hồi nãy em gặp ở ngoài ngay sân banh á, nghe nói là ngay sân banh, em mới hỏi cái anh đó. Ảnh mới chỉ là đi vô túp đây nè. Em mới vô thử, em gặp một cái cô dọc đường, em mới là đi vô em chạy không biết nhà nào, em mới hỏi. Cái cô nói là chạy thẳng vô đây qua cầu này tới nè. Rồi nói là em mới hỏi thăm thử, nói là em cũng phải xác minh thử coi là hoàn cảnh mình có khó khăn thật sự hay không. Đó. Mà em nghe thì cái cô đó nói là chị là ở đây là nuôi bà cũng như là bà bị bệnh nè, rồi ở nhà thuê. Hồi nãy cô nói là thuê 500 ngàn một tháng. Còn điện nước thì tự túc, mình xài nhiêu mình đóng nhiêu. Dạ. Rồi thí dụ như bây giờ á, cái nghề đang giỏ này á, bây giờ chị làm như vậy là nó hết ngày luôn ha, hay là mình có thời gian rảnh hơn nữa chị? Không,
tỷ về đây mình làm gì cái hồi để chi cái cắt chân cái mình nứt làm dạ. Quen bằng hoài không hồi nào rảnh muốn nghỉ thì mình nghỉ. Dạ. Ừ. Tại vì em thì em thấy nếu mà chị làm như vậy thì một ngày nhiều khi kiếm không được 100 ngàn. Không được. Dạ. Ừ. Nếu mà thí dụ như bây giờ thì có người ví dụ như là giúp cho chị số vốn để mà thí dụ như chị đi bán vé số đồ ngàn ngày xưa chị có bao giờ chị nghĩ mà không, có bao giờ đi bán không? Mình không buôn bán nói thật nó bán ế. À mà hồi đó không có vàng, không có vàng. À vàng là không có vàng bán. Hồi đó ông xã ông nói thôi để mình giờ mình buôn bán em nó bán cái mua cá hay gì gì dạ. Bữa bán được bữa không đem về vợ chồng ăn thấy bà ăn giết hết vốn. À. À vậy là cũng như là mình không có vàng gì lên việc buôn bán. Dạ. Kiểu như vợ này mình mận cái này xong rồi mình kêu lái á dạ. Đợi cái người ta chở người ta tìm cho mình dạ. Mình gian thì được còn buôn bán không có vậy là nữa. Vậy là nếu mà cái buôn bán thì chị không có làm được tại vì em biết sao không em á là em thường á là em rất là thương những người hoàn cảnh mà bị khó khăn á em thì em muốn tạo điều kiện cho người ta có một cái nghề để người ta làm có doanh thu nó cao hơn xíu em nghĩ thì ví dụ như là em theo em nghĩ thôi thì ví dụ như là những cái công việc mà chị làm giỏ này á thì chị làm là ngoài giờ tí xíu còn thí dụ như những giờ khác ví dụ như buổi sáng nhiều khi mình đi bán mình lấy khoảng chừng 50 tờ giấy số mình đi bán có thể mình kiếm được khoảng chừng doanh thu khoảng chừng 50 ngàn nữa mà đi bán một buổi rồi thì có thể mình về mình làm cái công việc này nữa tại vì trước sau bữa hổm á là em cũng đi đến thăm một hoàn cảnh của một cái chị ở Ba Tri á hai vợ chồng bị mù mà chỉ bán giấy số rất là được một ngày chỉ bán nhiều khi 200 vé luôn thì chị nghĩ 200 vé thì mình có thể là thu nhập được khoảng 200 ngàn nhưng mà tại vì chị bị mù nên nó là nhiều khi là bị người ta lấy giấy số nên là doanh thu là nó còn nhiều khi còn có khoảng chừng 100 mấy thôi nhưng mà nó cũng rồi xong á em đúng đến thăm á thì chị cũng có một cái nghề là chị nghề làm cái giỏ mà đang cái giỏ nó đềm, giống như cái giỏ mà giỏ nhựa cái dây nhựa á thì em cũng đang bằng cái dạ. Này luôn à. Em cũng như là em cũng vận động chỉ là thôi bây giờ thì mình có nghề thì thôi giờ mình làm một cái nghề khác đi, làm thêm một cái nghề nữa, ví dụ như giờ buổi sáng mình đi bán chút xíu rồi cái mình ở nhà trưa mình về đặng mình làm được cái nghề giỏ này nó cũng có thu nhập đỡ chút xíu. Thì em thấy chị hình như là cũng hơi tương tự như vậy nhưng mà chị cực hơn là có bà cụ bệnh với lớn tuổi. Vậy rồi bây giờ nếu mà theo cái nghề mà giỏ vậy á chị vốn liếng mình cần bao nhiêu hả chị ha này hả theo ngấy thì mặn ít thì chừng 4-5 triệu gì đủ hả à 4-5 triệu là đủ à dạ vậy rồi thường thường là mình mua cái cọng dừa này hả chị hả mua cọng dừa này người ta vuốt sẵn dạ nguyên cọng ấy là mua 14 ngàn ký à về mua dây dây này mình mua mắc không hả chị dây là 50 dây thông quá bằng mũ nhưng mà 50 ngàn ký nhưng mà cái giỏ như vậy á là chị làm là chị có thể là làm tất cả các công đoạn hay là mình không có có công đoạn nào mình làm không được không không bằng hết à là bằng được hết luôn hả chị hả dạ thắt rồi gác cái sườn này làm được hết luôn dạ nếu như mình đi mua trúc này về cưa trẻ tự gác làm được cây trong đây nè có cây đó, hả à tự làm hết à được là luôn. Tự làm hết vậy rồi cũng như là mình làm như vậy rồi cái bữa hàng ngày của mình thí dụ như là tiền gạo nè mắm nước mắm muối thức ăn thì một ngày chỉ tốn khoảng bao nhiêu tiền vào nó đó hả bữa ăn mình á à cây đó đó hả à mình chuốt vậy là mình chuốt từ cái cây như vậy nè anh chị. À, cái cây như vậy mình chuốt rồi mình uống hả chị? À vậy là cái một cái dòng như vậy chỉ có 3 cái cây thôi. À đúng rồi, một nhưng, cái vậy là nhưng 3 mà cây. Nhưng mà mình uống lúc mình uống là mình có phải có hơi lửa đâu không? Không, mình à cái này nó dẻo dữ vậy hả? Nè. Đó. À. Nè. À. Mình siết đang nuột cái đầu à. Mình uống ra cho dạ. Nó còn nè. Dạ. Để rồi cái thì cái này là cái quai. Dạ. Cái này là cái nang. Này cái quai là cái này nè. Rồi hồi nãy em có hỏi chị là như là một ngày như vậy thì cái tiền chi phí ở nhà mình ăn uống tất cả thì chị cần khoảng bao nhiêu tiền? Một ngày hả? Tính tiền ăn uống thì không ăn uống thì ngày mình ăn nhín đi ngày cũng 30 ngàn, 20 ngàn. 30 ngàn, 20 ngàn là ăn nhín là cho ấy cho ông bà già ăn á nha. Còn mình ăn thì ăn ngày tiện lắm gì khi cái bữa ăn hai mẹ con ăn, một ngày ăn hột vịt.
À, ngày à. Ăn 2 tấn hột vịt vậy đó, 3 tấn, chìm tấn, còn kia đồ ăn thì mua thịt, mua cá gì, lóc cá điêu hồng vậy. Vậy thì cho bà già ăn. Dạ. Mình ăn vậy á. Còn em thấy thằng em nó vậy rồi mình không cho đi học nữa hả chị hả? Mình thấy hoàn cảnh khó khăn nên thôi để cho nó ở nhà nghỉ. Vậy là nếu mà bây giờ nếu mà có điều kiện cũng như là bây giờ thí dụ như là nay 16 tuổi rồi hả? 16 tuổi thì thôi bây giờ nếu mà đi học rồi chắc cũng hơi khó. Nếu mà bây giờ nếu mà giờ có điều kiện giờ cho đi học nghề đồ chắc cũng được ha chị ha. Có điều kiện đó, có tiền đồ đi học nghề, bạn nó cũng rủ đi học nghề mà đâu có tiền đâu cho đi. Nói đâu cũng vợ đâu cũng đang ham học nghề điện tử. Chứ năm nay thì đã 16 tuổi rồi. Thì mình cũng phải làm cái công việc gì để dù như mình có thể mình phụ giúp gia đình, mình nuôi bản thân nữa chị. Chứ mà còn bây giờ hiện tại giờ em có làm gì không? Có phụ chị làm những công việc này không? Khi ở nhà thì khi đi làm á, như cái chĩa đứt dây nè. Cũng phụ. Chĩa đựng cho nó phụ, cho nó đường nó giật, giật dây này phụ giùm. Rồi khi nào mà làm cái đít á, thì nó lấy kéo, nó cắt mà này, ba chân, cắt phụ, rồi nó... Nó nứt cũng được mà đều nó nứt nứt xấu lắm, sợ bán không được thì không cho nó làm. Cũng như là có thể là mình cũng phụ được chút xíu ha chị ha. Rồi ở nhà nhiều khi để mà mình có thể là mình quán xuyến mình chăm sóc bà lúc mà chị đi làm. Thì em cũng báo với chị là hôm nay là em cũng đến thăm chị ha và gia đình với bà cụ á. Thì em cũng xin phép là em sẽ đăng cái clip này lên mạng xã hội, lên cái kênh Bến Tre Ngày Nay của em. Với cái fanpage Bến Tre Ngày Nay hồi nào giờ chị biết không? Chị đâu có biết hả? Không biết. Tại vì mấy lúc trước theo mấy lúc trước bị mẹ bà cũng ghim vậy đó. Mới mượn mấy chị vòng xóm cũng mượn tiền đó. Cũng mần lai gai gì này, cũng lý ra tả lần tả hồi. Chứ gặp mà không có mắc nợ vụ đó là cũng khỏe lắm. Cũng được hả chị, tại vì nếu mà ở dưới quê thì mình thu nhập thì nhiêu đó thì nó cũng đỡ hả chị ha. Mà con cái thì cũng như mấy lúc trước mẹ bá hư bệnh vậy đó. Cái đi lên đi xuống này kia. Rồi cái thiếu hụt cái mượn. Dòng người chút đỉnh nha. Cái mận này cái ngày bữa ngày nào mà mình mận được có tiền nhiều một chút á. Khi tả người ta mượn 20 ngàn 30 ngàn cái người ta ghi sổ ghét cộng chừng nào mà đủ số tiền vậy thôi. Tả không được đâu có tiền đâu tả. Thì em đến đây anh chị, em cũng xem hoàn cảnh của chị và bà thì nay 80 mấy tuổi rồi mà em thấy thì bà cũng nằm không à. Thấy ngồi lên nó cũng rất là khó khăn, nhiều khi đi cũng phải có người đỡ nữa. Nên là chị thì bắt buộc phải ở nhà làm những công việc này, ở nhà để mà còn chăm sóc cho bà nữa ha. Còn con của chị thì em nó còn hơi nhỏ nữa, nên là nhiều khi là có thể là phụ giúp gia đình chút xíu thôi. Điều kiện thì không có đi học nè, và muốn đi học nghề thì thật sự thì cũng phải có kinh phí để mình đóng phí nè. Hoặc là có thể là mình sẽ tìm những công việc mà mình làm, giống như là mình vừa làm cho người ta rồi người ta dạy nghề luôn á chị, nó kiểu như là nói là vừa học vừa làm luôn á chị ha, thì nó cũng rất là tiện. Nhưng mà tại vì điều kiện không có thì không bao giờ biết tìm cái chỗ nào để học đâu anh chị. Thì em đến thì em thấy hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn ha. Em cũng đã hỏi thăm từ bên ngoài rồi, em thấy là người ta cũng nói nhà này khó khăn lắm con hả. Thì em cũng đến em vào thăm thử, thì đến thì thấy chị làm một cái giỏ như vậy nè. Đây là một cái làng nghề ở Bến Tre ha. Ở đây là xã Hưng Phong và xã Phước Long bên đây á, là người ta là chuyên làm về cái giỏ cộng dừa này nè anh chị. Thì một ngày thì chị thu nhập thì cũng khoảng chừng vài chục ngàn thôi, nhưng mà làm là hết ngày luôn á, là mới là thu nhập được mấy chục ngàn ha. Nhiều khi 100 ngàn thì cũng không tới luôn. Thấy hoàn cảnh thì cũng khó khăn. Em á thì em cũng nói với chị là em sẽ đăng cái clip này lên mạng xã hội á, với cái kênh Bến Tre Ngày Nay của em, để thí dụ như nếu mà Mạnh Thường Quân á, người ta có thấy hoàn cảnh của chị và bà, có thể thấy khó khăn của mình, có thể người ta giúp phần nào ha. Thì em chỉ đến em vận động như vậy thôi, chứ thật sự thì là cũng tùy theo Mạnh Thường Quân nữa ha chị ha. Thì em á thì em rất, thật sự là em rất thích đó là giúp những người mà người ta cũng như là làm người ta khó khăn mà người ta làm vươn lên đó chị. Giống như là em thích giúp người ta tạo dựng cái công việc cho người ta làm, giống như là mình khó khăn thì mình có công việc để mình làm, có vốn để mình làm công việc để mình có thể là mình có doanh thu nó cao hơn tí xíu đó. Thì em cũng thích như vậy.
Mạnh Thường Quân của em á thì người ta cũng rất là thích đó là giúp cho mình cái cần câu á, chứ người ta không cho mình con cá hả chị ha. Dạ. Thì có theo vốn thì ở nhà vừa làm này vừa chăm mẹ luôn thì cũng tiện. À. Rồi miễn vậy mới có thời gian lấy rồi. Vậy rồi. Ngắp thì nó đi học cũng ao ước vậy. Dạ. Em nghĩ thì ví dụ như giờ, trước mắt á thì ví dụ như nếu mà em vận động lên có số vốn á thì chị ở nhà chị làm. Ở nhà làm rồi cái ví dụ như rồi nhiều khi mới mốt cái mình gom góp cái mình có số vốn á chị, cái cho em đi học nghề. Thì đó cũng nghĩ là như vậy, ước cho như em, vậy á. Cho em đi học nghề nó cũng đỡ ha. Để nhiều khi nó chứ giờ em đã 16 tuổi rồi, 18 tuổi, tới 18 tuổi thì mình phải tự đi bươn chải nè, có thể mình đi phụ đi làm công việc gì đó hoặc là mình có thể phụ giúp mẹ, phụ giúp gia đình nó cũng đỡ ha chị ha. Thì em đến đây thì em thấy hoàn cảnh mình cũng khó khăn như vậy đó. Thì bây giờ trước mắt thì em sẽ gửi cho chị là 1 triệu ha. 1 triệu. Thôi chị đừng khóc. Em xin lỗi. Thôi. Đừng buồn. Đừng buồn. Tới tối ngày ở nhà tao hoài buồn lắm. À thôi. Mẹ thôi. Thì già. Con thì mình thì già khoảng của mình giờ vậy thì đại mình vậy thì mình mần thế vậy mình nghĩ đại mình vậy cũng lăn lóc vậy nữa con mình khổ không biết sao nghĩ buồn lắm. Em chị biết sao không, tại vì là em cũng rất là xúc động, mỗi lần mà em thấy người khóc thì em cũng rất là xúc động, nên là thôi chị tươi lên đi chị, để cho em nói, em để em nói cho hết câu chuyện ha, chứ mà còn mà chị khóc là hồi là em khóc theo á. Em buồn lắm mẹ, thì già mình cứ nay ở đâu này mới ở đâu kia nữa, con mình sao khổ. Dạ. Vậy tại vì, vì mình cũng nói hồi xưa mình cũng ổng vậy nè, tại mình cũng có cái chữ hiếu, mình nghĩ là cũng thương ông chồng, ổng nói thôi em ơi về tại anh ở đây mang mẹ theo luôn đi. Mình nghĩ là mẹ chồng còn thấy không, rồi mang mẹ mình theo nó làm sao được. Cái nghĩ nó thôi mình ở đây nhà tọ đi anh, chừng nào mà mẹ anh tâm tuổi già rồi mình đi về tại mình ở. Ổng còn khỏe vậy cái ổng đi bỏ trước. Giờ vậy khổ lắm. Ổng nói vậy, ổng nói em ổng đi về tại anh ở. Thì ở đây gần nữa thì anh đi bằng xa em khổ lắm, còn còn mẹ làm sao. Mình không nghĩ là ổng nói khúc đó là ổng mất, mình đâu có biết đâu. Nói chứ em thấy thì những hoàn cảnh mà khó khăn như chị mà chị làm ít ít gì nè để nuôi mẹ già thì em thấy em cũng thương lắm. Thôi mà nè em cầm mẹ hay mà mẹ bà khỏe thì mừng, còn mẹ bà en en á cái rầu dữ lắm. Dạ. Em nói rồi ơi về làm sao ta. Dạ. Cái rầu. Em thì bây giờ thôi giờ thì chị đừng buồn nữa, em nói thật chứ chị khóc hồi là em khóc theo. Dạ. Bây giờ thì em sẽ gửi cho chị 1 triệu ha. Thì trước mắt thì em sẽ gửi cho chị là 500 ngàn để chị thí dụ như là chị có thể là chị ăn uống gì đó. Còn là 500 ngàn hồi sẽ em sẽ dành tặng cho bà. Tặng tặng cho bà để bà mua sữa ha. Còn ví dụ như là thì bây giờ em đến em chỉ có hỗ trợ chị chút ít để mà chị ví dụ như là mình đỡ xíu thôi. Chứ mà còn là em sẽ đăng lên thì nếu mà Mạnh Thường Quân nào người ta thấy thương hoàn cảnh mình, người ta giúp thì em sẽ đến em sẽ trao quà cho chị ha. Dạ. Thì thật sự thì em thấy chị là vừa khó khăn nè mà có mẹ già rồi con thì nhỏ quá, thì thật sự thì bây giờ mình không có tiền thì mình không có thể nào mà cho con đi học mà đi học nghề nữa, nó cũng khó khăn hả chị ha. Thì bây giờ để thôi, để giờ em vô em sẽ biếu cho bà 500 ngàn để bà uống sữa, còn ví dụ như cái phần này thì chị cứ việc để chị có thể là mình sinh hoạt gì đó, chị mua cá mua thịt chị trang bồi dưỡng đặng chị có sức chị làm. Đó thì em cũng nghĩ vậy ha chị ha. Vậy cảm ơn. Dạ. Em đến anh chị, cái hoàn cảnh khó khăn thì cũng tùy theo hoàn cảnh khó khăn, anh chị mình cũng có thể mình xem xét ha. Thật sự thì cái người bệnh, người ta khó khăn theo người bệnh, mà cái người mà người ta khỏe nhưng mà người ta nghèo, người ta không có vốn để người ta làm thì người ta khó khăn theo cái khoảng khác nữa. Thì anh chị có thể mình xem xét ha, xem xét giúp em, thí dụ như nếu mà có giúp được hoàn cảnh thì có thể là hỗ trợ giúp em ha. Em cũng rất là cảm ơn. Uống thuốc hả? Thôi vậy bà ngồi bà ngồi bà dậy, uống đi. Thuốc ha. Bà ngồi dậy cái đi. Bà ngồi dậy cái đi. Con nói chuyện với bà tí xíu. Hôm nay thì con đến con thăm bà với thăm chị, con thấy hoàn cảnh của bà và chị thì cũng rất là khó khăn. Thì con sẽ vận động Mạnh Thường Quân. Có thể là người ta đến người ta giúp bà và giúp chị ha. Con thấy hoàn cảnh mình tuy rằng là mình bà thì
lớn tuổi nè, chị thì còn trẻ, nhưng mà có cái là giờ không có vốn làm ăn thì nuôi bà rồi cũng thấy rất là vất vả. Hồi nãy thì con cũng có là cho hỗ trợ, con hỗ trợ thôi, hỗ trợ cái này là tiền của Mạnh Thường Quân nha bà, chứ không phải tiền của con. Con chỉ có đi là trao tiền là những người Mạnh Thường Quân người ta giúp hoàn cảnh khó khăn thôi. Thì bây giờ thì con sẽ gửi cho bà là 500 ngàn để bà uống sữa nha bà nha. À, bà dạ để bà uống sữa. Cảm ơn. Dạ để bà uống sữa ha, bà uống sữa cho nó khỏe để bà có sức khỏe nè, đặng chị mới có mình, thí dụ như là bà khỏe thì chị mới khỏe, đặng mình đi làm mới được, chứ mà bà mà bệnh nữa là chị không có đi làm được nha bà nha. Bà cố gắng khỏe nha. Hồi nãy con thấy bà định lấy thuốc uống hả? Thuốc đó là thuốc đó là bà mua hay là của bảo hiểm? Thuốc mua hay bảo hiểm chị? Mua. Ủa sao mà mình như bà không có bảo hiểm hả? Tại vì uống mấy cái thuốc này tổng ta không có cho mà cho uống cái này thuốc bổ với cái tim. Thuốc này là thuốc gì? Trợ tim. Này là trợ tim hả? Trợ tim với thuốc bổ mát. Còn này là thuốc bổ, cái này cái này giống như cái gì thuốc dầu cá. Giống như dầu cá vậy anh chị. Vậy là bà uống thuốc bổ và thuốc tim. Bà nói là bà mệt tim. Vậy thì sống là bổ mắt. Dạ. Cái này bổ. Dạ. Dạ. Bà vậy rồi hôm nay có tiền của Mạnh Thường Quân cho tiền uống sữa, bà vui không bà? Vui không? Vui không? Của ít lòng nhiều nha bà nha. Cái này là 500 ngàn. Hồi nãy bà nói con nghe chị nói là hộp sữa chỉ có 90 ngàn thôi. Thì là bà uống được tổng cộng là khoảng 5 hộp. 5 hộp nha. Thì bà cũng ráng uống sữa ha. Ăn uống nè, vô cho nó có sức khỏe nha bà nha. Để mình có khỏe, sức khỏe để chị còn yên tâm để đi làm nữa. Chứ nhiều khi mà bà mà bệnh nữa thì nhiều khi chị phải chăm sóc bà nữa, thì thành ra là không có yên tâm mà để làm. Không làm thì nhiều khi kinh tế không có, thì nhiều khi là đâu có mà doanh thu mà để mà lo cho bà nữa ha, là lo cho em nữa. Dạ. Thì thôi con cũng chúc bà sức khỏe nha bà nha, bà nghỉ khỏe nha. Thôi bây giờ con cũng xin phép con về, con đến từ nãy giờ cũng lâu rồi. Dạ. Vậy mình cũng cảm ơn Trường Mạnh Thường Quân và dạ không sao đâu chị. Lại đây tới dạ. Đây tận tình mà giúp đỡ dạ. Gia đình tôi. Cảm ơn. Dạ. Biết nói gì hết. Dạ. Dạ thôi chị thì thôi chị đừng khóc nữa, em chị đừng khóc, chị đừng buồn. Thì em sẽ ví dụ như là em sẽ đăng cái clip này em lên mạng xã hội á. Thí dụ như có hoàn cảnh nào, thí dụ như là có Mạnh Thường Quân nào mà giúp chị á, thì em sẽ đến em gửi cho chị. Thí dụ như là em cũng sẽ vận động Mạnh Thường Quân á, là có thể là giúp cho chị là có vốn nè, để mình làm về cái nghề đan giỏ sách ha, đặng mình sẽ có cái thu nhập nó đỡ hơn tí xíu, đặng mà còn nuôi bà nè, là có thể là lo cho em nó có học có cái nghề. Bây giờ thì em nó mười mấy tuổi rồi, bây giờ đi học nữa thì rất là khó khăn. Bây giờ đi học nghề thì em thấy rất là tiện đó chị, để mình đó. Có thể là tới 18 tuổi mình có thể là mình ra mình tự mình lo bản thân rồi nó cũng đỡ. Đi học nghề xong mình thuộc thì mình hỏi ông chủ đó đó, mình làm lương, làm cũng ăn ước vậy mà chưa có tiền để cho em bây giờ. Thôi vậy em cũng xin phép chị, em cũng về ha. Thì em đến đây nãy giờ thì em cũng có quay lại nè, cho anh chị thấy cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình của chị nãy chị nói tên gì em cũng quên mất tiêu. Chị Yến Ly. Chị Yến Ly ha, và bà cụ nay thì tám mấy tuổi rồi, thì bà bệnh không à, bà nằm suốt vậy đó, bà đi cũng không được, rồi chị cũng phải chăm sóc bà hàng ngày thôi anh chị. Nên là cuộc sống thì hàng ngày đang giỏ thì chỉ có mấy chục ngàn, rất là khó khăn, và cũng không đủ chi phí mà để lo cho bà nữa. Nên em có thể là em đăng clip này lên, anh chị Mạnh Thường Quân ở gần ở xa có thấy cái hoàn cảnh này, nếu mà thấy thương gia đình á, thì có thể là giúp gia đình phần nào ha. Ví dụ như là có thể là giúp cho chị số vốn trước đi, để chị có thể là mình sẽ làm để cho nó khá hơn tí xíu anh chị. Còn về những cái phần mà về ví dụ như là về kinh tế sau này thì mình làm từ từ có thể mình vươn lên được ha chị ha. Thì em cũng cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Em hẹn gặp anh chị vào những video tiếp theo ha.